bạn đang nghe truyện từ kênh Tiên Hiệp Audio, xin hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận thông báo tập tiếp theo, cũng như là động lực để mình tiếp tục ra video đều hơn. Toàn cầu cao võ, tập 29 Phương viên cúi đầu, lầu bầu nói, mua mới cho anh không được sao. Cũ có thế đổi ba bộ mới, không có chút đầu óc nào. Em câm miệng cho anh. Có thể giống nhau sao? Cũ có tình cảm, mới có tình cảm sao? còn không phải vậy em cảm thấy mới càng tốt hơn còn dám cãi lại phương bình giận dữ lần này không một tay bóp mặt mà dùng cả hai tay bóp lấy mặt phương viên kéo về hai bên phương viên bất đắc dĩ hàm hồ nói đủ rồi mà đừng có lại kiếm cớ bóp mặt em nếu không em trở mặt em còn dám trở mặt phương bình khịt mũi coi thường bóp nhẹ một lúc lúc này mới buông tha phương viên đang xù lông sau này không cho phép làm loại chuyện này nghe thấy không nếu có lần sau nữa anh trực tiếp đánh gãy chân em phương bình khuyên bảo một câu cũng không biết con bé này là hứng thú hay là tham gia náo nhiệt suốt ngày nghĩ đến những thứ này mới bao nhiêu tuổi chứ dù sao phương bình không hy vọng phương viên ở tuổi này làm quá nhiều chuyện lộn xộn dạy dỗ em gái xong phương bình và mẹ trò chuyện về cuộc sống đại học trong miệng phương bình Đại học rất tốt đẹp. Trường học miễn phí đồ ăn, một mình ở một nhà trọ xa hoa, đạo sư đặc biệt thích cậu, tùy tiện uống thuốc. Các bạn học cũng rất tốt, các nữ sinh cũng rất nhiệt tình. Tóm lại, trong miệng cậu đại học và thiên đường không khác nhau lắm. Phương Viên bên cạnh lắng nghe quên mất việc mặt còn đau, tỏ rõ vẻ ước ao. Lý Ngọc Anh cũng rất cao hứng, nhất là trước đó đã biết con trai đột phá thành võ giả. Lý Ngọc Anh cũng nói một chút chuyện trong nhà, Phương Bình đột phá thành võ giả, người biết không ít. Bây giờ Phương Danh Vinh thế mà đã thành viên chức chính thức của phòng giáo dục, đi làm từ 9 giờ tới 5 giờ về, công việc chủ yếu chính là uống trà xem báo chí. Lý Ngọc Anh cũng không còn làm việc rồi, phụ trách chăm sóc Phương Viên. Mà Phương Viên cũng được lợi lây, ở trường học, thành chị hai danh xứng với thực, các giáo viên cũng rất chăm sóc cô ban quản lý tiểu khu mấy ngày trước còn cùng nhau tới cửa thăm hỏi một lần đưa không ít quà hiện tại mỗi ngày đều có bảo vệ tuần tra dưới tòa nhà này của họ dù là không có tác dụng thực tế nhưng cũng là hết lòng rồi về phí quản lý càng không ai thu võ giả người ta ở tiểu khu các ngươi đó vinh dự của các người còn dám đòi phí quản lý mọi người trong nhà đều mạnh khỏe mọi việc cũng rất thuận lợi thỉnh thoảng phương danh vinh mang một ít đồ ăn đồ uống về đều là phúc lợi của đơn vị phát cho nghe mẹ kể phương bình cũng rất nhẹ nhõm có đôi khi con người dễ dàng thỏa mãn như vậy đến khi ba trở về nhìn mặt ba đỏ lên tâm tình tốt hơn trước kia nhiều lắm người cũng khỏe mạnh hơn nhiều phương bình càng vui mừng cả nhà ăn xong bữa tối thịnh soạn mọi việc đều rất tốt đẹp nếu như không tính một số việc linh tinh không đáng kể ví dụ như lúc ăn cơm phương bình phát hiện trong nhà hình như thiếu một bộ đũa bát ví dụ như muốn uống nước không tìm được ly phương bình rất muốn hỏi một câu người ngu nào mua những này nhưng thấy vẻ cảnh giác của em gái phương bình quyết định tha cho cô bé dù sao kỳ nghỉ này còn mấy ngày không nên nhất thời vội vã ở nhà vẫn tốt ăn uống no đủ phương bình lại lần nữa cảm khái một câu trong lòng mơ hồ sợ hãi buổi sáng hôm nay nếu mình bị người ta đánh chết, thì tình cảnh như thế nào? Cậu thở hắt ra, đè những ý nghĩ này xuống, tiếc mạng là được rồi, không ai muốn chết. Một đêm không mộng mị. Đêm nay, Phương Bình ngủ rất yên ổn, cậu tưởng là mình sẽ mơ ác mộng, nhưng kết quả không có. Ngày hôm sau, Phương Bình tỉnh lại, xác định một việc. Con người đều ích kỷ. Cậu nghĩ tới, mình đánh chết mấy người Trương Quốc Uy, người nhà của họ sẽ đau buồn như thế nào. Nhưng vừa nghĩ tới, nếu mình chết rồi, người nhà sẽ càng đau buồn, thì Phương Bình lại không có bất kỳ ấy nấy gì. Ba mẹ, em gái của mình, dưới ảnh hưởng của mình, đều trải qua những ngày tốt lành. Nếu như mình chết thì sao? Ba sẽ phải quay về tiếp tục công việc dùng sức khỏe đổi lấy tiền. Mẹ vẫn phải nhìn sắc mặt người khác, làm cộng tác viên lương 800 đồng một tháng. Mà em gái, có thế cười vô tư lự như thế không lữ phượng nhu để cậu về nhà thay đổi tâm trạng buông lỏng một chút lúc này phương bình thật sự buông lỏng phương bình tỉnh lại xuống nhà dưới chạy một vòng mua bữa sáng về đến nhà ba mẹ vừa mới rời giường phương viên vẫn chưa dậy nhìn thấy phương bình mới sáng sớm đã đi ra ngoài lý ngọc anh không biết là đau lòng hay là vui mừng sắc mặt hơi phức tạp phương danh vinh cũng vừa rửa mặt xong hôm qua ông tính tăng ca hôm nay phòng giáo dục cũng nghỉ cho bản thân chén trà đặc phương danh vinh nghĩ một chút rồi mở miệng nói bình bình con xem hôm nay có cần mua một ít quà đến nhà thăm hỏi phó giám đốc đàm một chút không đàm chấn bình nể mặt phương bình để ba cậu vào làm viên chức chính thức của phòng giáo dục thành phố mặt mũi là cho lẫn nhau phương bình đã trở về thăm hỏi một chút cũng là chuyện đương nhiên Phương Bình gật đầu cười nói, được, phải cảm ơn một chút, huyền quan bất như hiện quản, nhà ta sống ở Dương Thành, còn cần phó giám đốc đàm chăm sóc nhiều. Phương Danh Vinh nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, con trai chẳng những có thực lực, còn biết đạo lý đối nhân xử thế, cái này còn mạnh hơn thực lực. Hai cha con bàn bạc một chút, đi quá sớm cũng không tốt, quá muộn sẽ bị giữ lại ăn cơm, sau 9 giờ đi cũng không muộn. Chờ ăn sáng xong, Phương Viên cũng rời giường biết ba và anh trai muốn đi thăm hỏi phó giám đốc phòng giáo dục con bé không hề đề cập tới ý nghĩ muốn cùng đi phương viên thích tham gia náo nhiệt thế nhưng phải tùy người lãnh đạo phòng giáo dục đây chính là lãnh đạo giáo viên bây giờ ngay cả văn phòng giáo viên phương viên cũng sợ đi càng chưa nói là nhà lãnh đạo phòng giáo dục gia thuộc viện phòng giáo dục nhà đàm chấn bình rất xa hoa đời này ăn ở của công chức cũng sẽ không kém có một số việc, bày ở ngoài sáng cũng có chỗ tốt, không đến mức giống đời trước, công chức có tiền cũng chôn dưới đất. Ba con nhà họ Phương muốn tới thăm hỏi, cũng sớm gọi điện tới rồi. Cửa chính biệt thự nhà họ Đàm mở rộng, anh em Đàm Hạo đứng ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Phương Bình, liền vội vàng nói, "Ba, Phương Bình và chú Phương đến rồi." Đàm Chấn Bình không quá thận trọng, cất bước đi ra, cười nhẹ nhàng nói, "Anh Phương với tôi còn khách khí như thế, không phải nói không cần mang quà sao. Chào hỏi Phương Danh Vinh một tiếng, lúc này Đàm Chấn Bình mới nhìn Phương Bình cười nói, hậu sinh khả úy. Lúc này khí huyết Phương Bình vẫn chưa bạo phát ra. Nhưng Đàm Chấn Bình có cảm ứng được một chút, lại có cảm giác bị chèn ép. Phải biết, ông ta vậy mà là võ giả đỉnh phong cấp 1, khí huyết võ giả cũng là võ giả. Khí huyết ông ta cao tới 250 calo, nhưng đối mặt Phương Bình, lại có cảm giác khí huyết không bằng, cái này thật ngoài dự liệu của người ta. Coi như Phương Bình đột phá thành võ giả, cũng mới vừa đột phá không lâu, chẳng lẽ khí huyết còn cao hơn ông ta? Chú Đàm Phương Bình cười cười, không người nói, việc của ba cháu, làm phiền chú rồi. Việc nhỏ Đàm Chấn Bình cười nói, hơn nữa ba cậu là người trung thực, chắc chắn chịu khổ, đồng nghiệp trong phòng đều cảm thấy ba cậu làm không tệ phó giám đốc phương danh vinh hơi mất tự nhiên đàm chấn bình cười nói không ở công ty gọi phó giám đốc làm gì tôi hơn anh mấy tuổi bí mật kêu lão đàm là được khách sáo vài câu đàm chấn bình dẫn hai ba con vào phòng vừa vào nhà thấy anh em đàm hạo còn đứng đấy đàm chấn bình quát lớn đứng được ở đó làm gì đi rót trà cho chú phương không hiểu chuyện chút nào cả đàm hạo cười ngây ngô vội vàng đi rót trà Phương Bình thấy thế đứng lên nói, chú Đàm, chú và ba cháu trò chuyện, cháu nói chuyện với anh em Đàm Hạo một lát, lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp. Được, vậy người trẻ tuổi các con tâm sự chút đi. Mặc dù Đàm Chấn Bình có việc muốn tìm Phương Bình bàn bạc, nhưng có Phương Danh Vinh ở đây, cũng không thể coi nhẹ. Người già thành tinh, đến tuổi này của ông ta, lấy lòng Phương Bình, lộ ra quá không biết xấu hổ, quan hệ tốt với ba Phương Bình, ngược lại thích hợp hơn trong phòng đàm hạo đàm hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm buồn bực nói phương bình bây giờ cậu giỏi rồi đừng nhìn ba tớ giống như rất tùy ý các cậu vừa điện thoại đến ba lại bắt tớ quét dọn vệ sinh lại lôi tớ và thao từ trên giường xuống chuẩn bị tiếp người các cậu còn chưa tới ba tớ đã đi lại trong phòng khách mấy chục vòng khụ khụ đàm thao ngắt lời anh trai giữ lại cho ông già chút tôn nghiêm đi anh ngắt lời anh trai đàm thao có chút hiếu kỳ phương bình cậu thật đột phá thành võ giả rồi à ừ giờ phút này phương bình cũng không giấu giếm dù sao thái độ của đàm chấn bình đại biểu rất nhiều thứ lại là ba của bọn họ thật anh em nhà họ đàm trợn mắt há mồm thật thành võ giả rồi nghĩ một chút đàm thao bỗng nhiên nói thành võ giả hai lần tôi cốt vào võ đại, bọn họ cũng biết việc hai lần tôi cốt. Tháng 5, Phương Bình đã khí huyết 149 ca lo, dựa theo suy đoán của bọn họ, rất có thể là đột phá hai lần tôi cốt. Không phải. Không phải. Đàm thao hơi bất ngờ, khí huyết Phương Bình tăng trưởng rất nhanh, 149 ca lo thì cậu ta đột phá võ giả, khoảng cách 4 tháng, thế mà không phải hai lần tôi cốt. Đàm hạo thì dứt khoát rất nhiều, Lầu bầu nói, thế mà không phải, hơi đáng tiếc, trong sinh viên mới Nam Giang võ đại lần này, mặc dù không có võ giả, nhưng có sinh viên mới khí huyết đã vượt qua 150 ca lo, chuẩn bị hai lần tôi cốt nữa. Cậu đừng vội đột phá thì tốt, tớ nghe nói giai đoạn sau hai lần tôi cốt tiến bộ rất nhanh. Anh Vương cũng là hai lần tôi cốt, lúc này mới thành cấp 3 nhanh như vậy. Phương Bình lặng lẽ nói, tớ không phải hai lần, tớ ba lần tôi cốt mà thôi. Cái gì? Khụ khụ khụ, tớ nghe nhầm rồi à. Phương Bình, cậu nói cái gì ba lần? Hai anh em đều dáng vẻ không nghe rõ, Phương Bình buồn cười nói, trên hai lần tôi cốt, còn có ba lần tôi cốt, tớ chính là ba lần tôi cốt rồi mới đột phá võ giả. Những việc này, không phải bí mật, ít nhất bên ma võ đều biết. Đàm chấn Bình là quan chức địa phương, sau này còn có cơ hội qua lại. Ở mặt này, giấu giếm hay không, không quá cần thiết, anh em nhà họ đàm biết, cũng có nghĩa là đàm chấn bình biết. Phương Bình càng xuất sắc, những quan chức địa phương như đàm chấn bình càng chăm sóc tốt người nhà họ Phương. Phương Bình lúc này, không cần khiêm tốn, thực lực của cậu không phải là mạnh, mới cấp 1, chưa chắc sẽ khiến người ta kiên kỵ. Nhưng một võ giả ba lần tôi cốt thì khác. Coi như đàm chấn bình không biết ý nghĩa của ba lần tôi cốt, Dương Thành sẽ có người biết, Ít nhất người đứng đầu Dương Thành không thể không hiểu. Võ giả ba lần tôi cốt, còn học ở ma võ, sau khi tốt nghiệp là cấp mấy? Cấp 3 hay là cấp 4, thậm chí cao hơn. Nhân vật như vậy, dù chưa trưởng thành, cũng đủ để Dương Thành coi trọng, thậm chí Thụy Dương cũng sẽ coi trọng. Anh em nhà họ Đàm ngây ngốc một hồi, Đàm Thao phản ứng trước, vội vàng nói, "Trên hai lần là, là ba lần." Phương Bình có thể nói với chúng tớ một chút không? Khí huyết 180 calo, bình thường đều sẽ tiến hành hai lần tôi cốt, khí huyết 200 calo thì là sẽ tiến hành lần tôi cốt thứ ba. Cảm thụ của tôi xương, đợi khí huyết của các cậu đạt tới 150 calo, tiến hành lần thứ nhất, các cậu sẽ biết. Đương nhiên, ba lần rất khó, không phải tớ khoe khoang, có rất ít người có thể làm được điều này. Nếu điều kiện cho phép, các cậu có thể nếm thử lần thứ hai nhưng chắc chắn không muốn nếm thử lần thứ ba. Phương Bình giới thiệu sơ lược vài câu, lại hỏi thăm tình hình anh em nhà họ đàm một chút. Khí huyết đàm hạo đã đạt đến 135 calo, đàm thao thì là 134 calo. Tiến độ của hai anh em không tính chậm, trên thực tế đã rất nhanh, dù sao mới khai giảng một tháng. Dựa theo tốc độ này, đến khi học kỳ kết thúc, chắc là có hy vọng đạt tới 150 calo, tiến vào ranh giới võ giả. Đợi đến kỳ sau năm nhất đại học, thì có hy vọng đột phá trở thành võ giả. Tại võ đại phổ thông, năm nhất đã tiến vào võ giả, thì đã không đơn giản. Đàm hạo thậm chí còn cười nói, chúng tớ tiến bộ khá nhanh, trước đó mấy người chu bân khí huyết cao hơn chúng tớ, bởi vì không luyện thung công, hiện tại tiến độ cũng không khác chúng tớ lắm. Đương nhiên, không thể sánh được với cậu. Năm nay sinh viên mới của Võ Đại Nam Giang tương đối lợi hại, mới khai giảng thì đã có người khí huyết vượt qua 150 calo. Một lần năm ngoái, đến bây giờ vẫn còn không ít người không thành võ giả, ít nhất có gần một nửa. Còn nhớ mấy học trưởng của nhất Trung Dương Thành năm ngoái không? Ngoài anh Vương cấp 3, thành hội trưởng hội võ đạo, vài người khác, hiện tại có người vừa mới vào cấp 1, còn có người không thành võ giả, giống như chúng tớ đều không phải võ giả. Đây chính là hiện trạng của võ đại phổ thông, ngay từ đầu tuyển nhận học sinh thực lực đã không mạnh, khí huyết không cao. Tài nguyên cũng không phải quá sung túc, dù là năm thứ hai, vẫn có lượng lớn sinh viên không thành võ giả. Chỉ có chờ đến năm thứ ba đại học, nếu vận khí không quá kém, đại khái đều có thể vào cấp 1. Đợi đến năm thứ tư đại học, một nhóm sinh viên khá giỏi tốt nghiệp trở thành cấp 2, đa số sinh viên bình thường đều tốt nghiệp cấp 1, rất ít người có thế tốt nghiệp cấp 3. Đương nhiên, nếu vận khí kém, đến khi tốt nghiệp vẫn không thành võ giả, cũng không phải quá hiếm. Không giống ma võ, sinh viên mới không đến 1.600 người, bây giờ võ giả chính thức hơn trăm, đến khi kết thúc học kỳ, e là cũng có gần một nửa sinh viên trở thành võ giả. Vào năm thứ hai, có lẽ đều có thể thành võ giả. Năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học, hai năm cuối, tốt nghiệp cấp 2 cũng không phải ít, cấp 3 cũng không hiếm, cấp 4 mới là của hiếm. Mấy người tán gẫu một hồi, đàm thao trưng cầu ý kiến, muốn hẹn mấy người ngô chí hào ra ngoài ăn cơm không. Lần này mọi người đều trở về, khó có được một lần nghỉ, cậu cũng thành võ giả rồi, coi như để cậu bày tiệc mời khách. Đừng nói như vậy, học mặt thì học mặt, đừng nói việc bày tiệc mời khách. Phương Bình cười cười, cũng không từ chối, vị điện ngay cho mấy người ngô chí hào, đã hẹn buổi chiều đến học mặt. Tán gẫu với anh em nhà họ Đàm một hồi, Phương Bình đi xuống nhà dưới. Phương Danh Vinh dù sao cũng là người bình thường, trước đó luôn ở tầng thấp nhất, tán gẫu với Đàm Chấn Bình một hồi, cũng hơi mất tự nhiên. Thấy con trai đi xuống, Phương Danh Vinh vội vàng nói, "Phó giám đốc à, tôi thèm thuốc lá, đi ra ngoài trước hút điếu thuốc, để Bình Bình và anh trò chuyện một chút, Bình Bình, con qua đây nói chuyện với phó giám đốc Đàm." Phương Bình lên tiếng Đàm Chấn Bình cũng cười nhẹ gật đầu. Chờ Phương Danh Vinh đi rồi, Phương Bình mới ngồi xuống đối diện Đàm Chấn Bình, cười nói: "Chú Đàm, lần này thật phải cảm ơn chú quan tâm." "Việc nên làm. Ở võ đại ma đô vẫn tốt chứ?" "Rất tốt, đạo sư của cháu là đỉnh cấp 6, học sinh không nhiều, rất quan tâm cháu." "Đỉnh cấp 6?" Đàm Chấn Bình hít sâu một hơi, đời này ông ta cũng chưa gặp được võ giả cấp 6. Trương Tổng Đốc Nam Giang trước đó là đỉnh phong cấp 6, nhưng loại nhân vật lớn đó còn không phải ông ta có thế nhìn thấy. Bây giờ biết đạo sư của Phương Bình là võ giả đỉnh phong cấp 6, ông ta không kìm được khiếp sợ. Đây chính là sinh viên ma võ sao. Thật ra mấy năm nay, Dương Thành cũng không phải là không có ai vào hai trường đại học danh tiếng, nhưng tiến vào cũng là hạng chót. Những người này, đạo sư được phân đến hình như đều là cấp 4. Sau khi tốt nghiệp, cấp 2 chiếm đa số, thậm chí còn có võ giả cấp 1, những người này hình như cũng đều lưu tại thành phố lớn. Bây giờ người hướng dẫn của Phương Bình là cấp 6, mang ý nghĩa dù là ở ma võ, Phương Bình cũng là người ưu tú nhất. Đầu tiên là có Vương Kim Dương, sau có Phương Bình, hai năm nay, sinh viên từ Dương Thành đều xuất sắc kinh người. Hàng huyên một hồi, Đàm Chấn Bình mới nói, Phương Bình, là như vậy, trong thành phố năm nay chuẩn bị cải cách giáo dục, chuyện lúc trước cậu cũng biết, bên Thụy Dương bị góp ý, trong tỉnh, năm nay yêu cầu đối với các huyện thị cũng khá cao, gần đây phòng giáo dục công khai dự án cải cách. Cậu đây, là thí sinh võ khoa ưu tú nhất lần trước, cho nên thành phố hy vọng cậu có thể tuyên truyền một chút, tranh thủ để nhiều gia đình ghi tên dự thi võ khoa hơn. Cậu cũng biết, có những gia đình, không phải không bỏ ra nổi 10.000 đồng, chẳng qua là cảm thấy không có lời, cho nên hàng năm học sinh ghi danh Võ khoa không nhiều. Cậu cũng xuất thân từ gia đình bình thường, chúng tôi hy vọng thông qua cậu làm ví dụ điển hình. Việc này không phải việc lớn gì, Phương Bình lại khoát tay nói, chú Đàm, đừng có tuyên truyền chuyện của cháu, không tốt. Cháu không phải hiện tượng phổ biến, cháu gặp được cơ hội tốt. Ép buộc người ta hy vọng, cuối cùng hy vọng tiêu tan, ngược lại đã kích bọn họ lớn hơn. Hơn nữa chuyện của cháu khiêm tốn một chút càng tốt hơn, bao gồm anh Vương bên kia cũng thế. Đàm chấn bình hơi nhíu mày, Phương Bình suy nghĩ một lại nói, anh Vương ở bên ngoài treo chọc đối thủ tương đối nhiều, có một số người chưa chắc sẽ tuân thủ quy củ, có thế khiêm tốn một chút là tốt nhất. Cháu cũng không khác gì, hôm qua vừa đánh chết hai võ giả đỉnh phong cấp 1, có thế khiêm tốn một chút là tốt nhất. Khụ khụ khụ. Đàm chấn bình ra sức ho khan, ông ta nghe lầm phải không? Phương Bình cũng không nhiều lời, mình không phải tin tướng mà là nghiêm túc nhắc nhở. Mặc dù tin tức những sinh viên bọn họ, không phải bí mật quá lớn, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tuyên truyền xôn xao, chưa chắc có lợi. Lão Vương ở bên ngoài nổi danh như vậy, nhưng trong mắt đa số người, lại vô cùng khiêm tốn. Trừ phi ngươi đến cảnh tông sư, không sợ hãi, người khác thậm chí không dám có suy nghĩ trả thù, lúc này phách lối một chút mới không quan trọng. Đàm chấn bình nhìn Phương Bình, thở dài một tiếng, không nhắc đến việc này nữa. Ông ta không có hoài nghi Phương Bình nói láo, chỉ là trong lúc nhất thời thật khó mà tiếp nhận. Đánh chết hai vị võ giả đỉnh phong cấp 1. Ông ta cũng là đỉnh phong cấp 1. Nói như vậy, ông ta hiện tại đối mặt Phương Bình, cũng là mặt hàng bị đánh chết. Trên thực tế Đàm Chấn Bình đánh giá cao bản thân, võ giả khí huyết dạng này, Phương Bình có thể một người đấu 10 người, đương nhiên, Phương Bình sẽ không nói ra, quá đã kích người. Hàng huyên với đàm chấn Bình một lúc, Phương Bình khéo léo từ chối lời mời ở lại ăn cơm. Đã hẹn với anh em đàm hạo, buổi chiều tập hợp ở cổng trường nhất trung, Phương Bình và ba rời khỏi gia chúc viện. Phương Bình đi rồi, đàm chấn Bình liền thổn thức, sau này Phạm Vi sẽ không giống nhau. Từ khi Phương Bình nói cậu đánh chết hai võ giả đỉnh phong cấp 1, đàm chấn Bình liền ý thức được, mọi người không phải một loại người võ giả xã hội như bọn họ, tu luyện võ đạo, mục đích là vì thu hoạch địa vị và đặc quyền. Nhưng làm phó giám đốc phòng giáo dục, Đàm Chấn Bình biết, võ giả và võ giả không giống nhau. Còn có một loại võ giả, tiến vào thế giới võ đạo, cũng không phải đơn thuần vì địa vị và đặc quyền, cũng không phải võ giả khí huyết thuần túy. Đàm Chấn Bình phân loại võ giả này thành phái thực chiến. Võ giả phái thực chiến và bọn họ sẽ rất hiếm có quan hệ với nhau nói dứt khoát một chút những võ giả phái thực chiến chướng mắt bọn họ thậm chí cũng không coi bọn họ là võ giả liếc nhìn hai đứa con trai vốn đàm chấn bình còn có chút hâm mộ phương bình nghĩ một lát đột nhiên cảm giác được con trai giống mình cũng thật không tệ ngược lại phương bình nói là thoải mái nhưng vừa tiến vào đại học đã cùng người ta sinh tử chiến đàm chấn bình cũng không hy vọng ngày nào đó con trai mình bỗng nhiên bị người ta đánh chết vốn còn muốn nói học tập phương bình nhiều một chút, giờ phút này Đàm Chấn Bình lại không nói gì. Buổi chiều, Phương Bình gặp được mấy người Ngô Chí Hào, Dương Kiến, Lưu Nhược Kỳ. Tất cả mọi người có tiến bộ, lúc thi đại học, mấy người khí huyết cao là 120 calo, khí huyết thấp mới 115 calo. Bây giờ đã qua 5 tháng, tu luyện rèn luyện pháp và thung công, khí huyết phổ biến đều đạt đến khoảng 130 calo bạn học cũ gặp lại, tâm tình mọi người cũng không tệ. Trò chuyện một chút, thì nói tới vấn đề tài nguyên, Ngô Chí Hào bất đắc dĩ, giải thưởng võ đại Nam Giang tích 30 điểm, không phải ít, cũng có thể đổi được hai viên khí huyết đang cấp 1. Nhưng một viên khí huyết đang cấp 1 là 15 điểm, thối cốt đang cấp 1 là 25 điểm. Cộng thêm bình thường tu luyện, chúng ta ẩn dưỡng khí huyết đến 150 calo, ít nhất còn có 5 viên khí huyết đang phổ thông trở lên, đại khái phải chuẩn bị tích 30 điểm mới đủ. Tính toán ra là gần 70 điểm rồi. Lỗ hổng hơi lớn, dù là bình thường cũng có một số kỳ thi cũng có ban thưởng, một năm nữa, tích được 20 điểm là hết cỡ. Bản thân bọn tớ đại khái còn phải chi 400.000 tiền mặt mới có hy vọng góp đủ tài nguyên đột phá cấp 1, lên võ đại, chi không ít tiền. Võ đại Nam Giang tích điểm, dùng tiền mặt đổi, cần 20.000 một một điểm. Mấy người Ngô Chí Hào muốn đột phá thành võ giả, bản thân tối thiểu còn phải chi hết 400, 500 ngàn tiền mặt. Đây cũng nguyên nhân chủ yếu khiến rất nhiều sinh viên võ đại chậm chạp không thể đột phá. Ngô Chí Hào nói như vậy, mấy người Lưu Nhược Kỳ cũng hơi bất đắc dĩ. Dương Kiến suy nghĩ một chút nói, gần đây võ đại Thiên Nam mở một lớp huấn luyện đặc biệt cho sinh viên mới, nghe nói gia nhập thì có tích điểm ban thưởng, tôi muốn gia nhập thử một chút, võ đại Nam Giang có loại lớp này không? Lớp huấn luyện đặc biệt Ngô Chí Hào kinh ngạc nói Các cậu cũng có Bên trường bọn tớ cũng có Nhưng tuyển người rất nghiêm khắc Ít nhất cũng phải khí huyết khoảng 140k lo mới được Hơn nữa đối với thung công cũng có yêu cầu Phải nhập vào đứng vững cảnh mới được Mấy người nói tới việc này Phương Bình hơi kinh ngạc nói Lớp huấn luyện đặc biệt Đều vào võ đại rồi Còn làm lớp huấn luyện đặc biệt làm cái gì bài giảng của võ đại đều là một đạo sư mang mấy học viên, không cần thiết lại làm lớp huấn luyện đặc biệt gì chứ. Không biết, tớ còn cách xa tiêu chuẩn vào lớp huấn luyện đặc biệt, cũng không có nghe ngóng. Ngô Chí Hào thuận miệng trả lời một câu, Dương Kiến lại nói, nghe nói lớp huấn luyện đặc biệt là vì bồi dưỡng một nhóm học sinh khá giỏi, thật sự có thế thực chiến. Như vậy sao? Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không hỏi kỹ, võ đại hội tụ tinh anh, ưu tiên bồi dưỡng một nhóm sinh viên có năng lực thực chiến cũng không phải việc quá lớn. Đám người tán gẫu một hồi, nhìn chung mà nói, bầu không khí của võ đại phổ thông so với ma võ tốt hơn một chút. Không cần quá căng thẳng, mục tiêu của mọi người không giống nhau. Ở võ đại phổ thông, mọi người muốn trở thành võ giả, có thể trở thành võ giả cấp 2 rồi tốt nghiệp là tốt nhất, nếu không thể thì cấp 1 cũng được. Lúc này, mới bắt đầu vào đại học, bọn họ còn rất nhiều thời gian chuẩn bị. Bây giờ, sinh viên mới trong những võ đại phổ thông này, tạm thời ngay cả võ giả cũng không xuất hiện, mọi người cũng không có áp lực quá lớn. Không giống bên ma võ, sinh viên mới đều áp lực rất lớn, võ giả đông đảo. Nhưng trường học nào cũng có sinh viên khá giỏi, thiên nam và võ đại nam giang, bây giờ cũng có sinh viên khí huyết vượt qua 150 calo, đang rảo bước tiến lên hai lần tôi cốt. Mọi người hàng huyên một hồi, trong lúc đó cũng nói đến việc Phương Bình đột phá võ giả. Bây giờ, việc này đã không phải là bí mật, không ít người biết. Mọi người hâm mộ thì hâm mộ, chẳng qua Phương Bình đạt khí huyết 149k lo sớm trước 5 tháng, bây giờ trở thành võ giả hình như cũng không quá mức kinh ngạc. Đều là sinh viên khoa võ, lúc liên hoan buổi tối, mọi người đều không uống rượu. Cùng dễ dàng gây tê thần kinh, gây ảnh hưởng đối với năng lực phản ứng thần kinh không uống rượu, mọi người cũng nhanh giải tán. Về đến nhà, Phương Bình chưa quên tu luyện thường ngày. Võ đạo ở chỗ không ngừng chăm học, mặc kệ việc lớn việc nhỏ, không thể làm lỡ tu luyện. Đợi tu luyện buổi tối kết thúc, Phương Bình xem thực lực của mình một chút, lại có chút tăng trưởng. Tài phú, 61000000 khí huyết, 265 calo, 271 calo, tinh thần, 235 hét, 240 hét. Hôm qua Phương Bình lấy được của mấy người Lưu Vĩnh Văn bốn viên khí huyết đang cấp 1, tài phú tăng trưởng 800.000, giá trị tài phú lần nữa khôi phục được hơn 6 triệu. Lúc này, Phương Bình tôi cốt cũng có tiến bộ, tôi luyện xong 27 đốt xương chi dưới bên phải, không lâu nữa sẽ rèn luyện xong 31 đốt. Ngoài võ đạo tiến bộ, bây giờ số lượng khí huyết đang trên tay Phương Bình cũng không ít. 6 viên khí huyết đang phổ thông, 11 viên cấp 1. 1 viên cấp 2 cộng thêm một đôi giày hợp kim cấp E, một cái tay gấu cấp D, trên lôi đài hôm qua, tay gấu cấp D biểu hiện không phải quá lóa mắt, nhưng phương bình dùng nắm đấm chưa rèn luyện, tùy tiện đập cánh tay đã rèn luyện của Trần Quốc Long máu thịt be bét, tác dụng binh khí vẫn thể hiện ra ngoài. Khí huyết đang phổ thông và cấp 1, mình cũng không dùng tới, khí huyết đang cấp 2 có thể lưu lại dùng cho đột phá cấp 1. 6 viên khí huyết đang phổ thông và 11 viên cấp 1 đều có thể nghĩ biện pháp bán ra ngoài một mặt là vì gom góp tài chính dùng cho mở rộng điểm phân phối chuyển phát nhanh bây giờ mấy điểm phân phối ngay cả thành đại học cũng không thể phủ sóng rất khó tiếp cận nghiệp vụ gì tin tức lão mã đột phá tông sư đã được chứng thực đã thành tông sư vậy tiếp theo chắc chắn ali sẽ tăng tốc mở rộng thị trường phương bình phải đuổi kịp tiết tấu mới được một mặt cũng vì kiếm tiền gia tăng giá trị tài phú khí huyết đang phổ thông Hệ thống định giá ở mức là 70.000 giá trị tài phú, cấp 1, hệ thống cho 200.000 giá trị tài phú. 6 viên khí huyết đang phổ thông và 11 viên khí huyết đang cấp 1, tổng cộng cho phương bình 2.620.000 giá trị tài phú. Nếu bán đi, nếu cao hơn 2.620.000, hệ thống sẽ bù đắp giá trên lệch, tiếp tục cho mình thêm giá trị tài phú. Dựa theo giá thị trường, những thuốc này giá trị 3.9 triệu, đương nhiên không bán ra theo con đường chính quy, giá cả sẽ hơi thấp một chút, có thể bán 3,5 triệu cũng không tệ rồi. Dù thế, chắc là cũng có thể cho bản thân tăng thêm gần một triệu giá trị tài phú. Còn có, bây giờ mình còn có 202 điểm thưởng vẫn chưa dùng, có thể đổi một ít thuốc bán ra hay không? 202 điểm thưởng của cậu, giúp cậu tăng lên 4 triệu 40 ngàn giá trị tài phú, chỉ cần đổi lấy đồ vật, bán ra với giá hơn 4 triệu 40 ngàn, Giá chênh lệch sẽ tiếp tục được cộng vào điểm tài phú. Ký huyết đang phổ thông, bán đi giá tiền là 90.000 một viên, giá tiền đổi là 3 điểm thưởng, cũng là giá chênh lệch 30.000 giá trị tài phú. Một điểm thưởng mang đến giá chênh lệch 10.000. Cấp 1 là 10 điểm thưởng một viên, nếu bán đi, đại khái có thể bán khoảng 270.000, giá chênh lệch là 70.000 giá trị tài phú, một điểm thưởng chỉ có 7.000 giá trị tài phú trên lệch. Tính ra, vẫn là đổi khí huyết đang phổ thông có lời hơn. Hơn nữa khí huyết đang phổ thông bán chạy hơn cấp 1. Thuốc cấp 1 quá đắt, hơn nữa hướng tới thiểu số, võ giả cấp 1 cũng rất ít khi dùng cái này, phần lớn đều là vỏ giả cấp 2, cấp 3 dùng. Bây giờ mình tôi cốt chủ yếu dùng giá trị tài phú đổi khí huyết, giữ lại điểm thưởng chưa dùng, điểm thưởng đổi thuốc, chẳng những có thể nhiều giá trị tài phú trong tay cũng dư giả hơn nhiều, lần trước bán đi chính viên khí huyết đang phổ thông, cầm được 800.000 tiền mặt, sắp sử dụng hết rồi. Gần đây Lý Thừa Trạch ở thành đại học lại bố trí thêm mấy điểm phân phối, nhờ vào Phương Bình trở thành võ giả chính thức, công ty chuyển phát nhanh cũng miễn cưỡng đặt quan hệ. Dù sao công ty bọn họ cũng không có nghiệp vụ gì, bây giờ còn đang giai đoạn đốt tiền. Tính toán một hồi, Phương Bình quyết định trở về trường học sẽ dùng điểm thưởng đổi thuốc. Đổi khí huyết đang phổ thông. 202 điểm thưởng, có thể đổi 67 viên, đổi được thì có thể có hơn 670.000 giá trị tài phú, bán đi, với giá 90.000, lại có thể hơn 1,34 triệu điểm tài phú. Tăng thêm 2,01 triệu giá trị tài phú, tăng thêm 6 triệu 30.000 tiền mặt. Cho dù lấy số chẳng, cũng có 2 triệu điểm tài phú và 6 triệu tiền mặt. Quyết định xong chủ ý, Phương Bình cũng không do dự nữa, cũng không biết đổi nhiều khí huyết đang phổ thông như vậy, chỗ đổi có thể đáp ứng hay không. Không nghĩ nhiều nữa, đến lúc đó thì biết, đêm nay Phương Bình vẫn yên tâm ngủ. Ngày hôm sau, ngày mùng 3 tháng 10, cho đến lúc này, Phương Bình mới có thời gian xem xét tiến độ tu luyện của Phương Viên. Thật ra, sau khi vào võ đại, Phương Bình cũng hơi do dự, có nên tiếp tục dạy Phương Viên luyện võ hay không? võ đại không hề yên bình như trong tưởng tượng nếu em gái là người bình thường dựa theo quy tắc võ giả không được ra tay với người bình thường đây không chỉ là quy tắc võ đại cũng quy tắc của toàn bộ xã hội phương bình cảm thấy sau này khả năng mình gây thù hận khá lớn nếu em gái là người bình thường người bình thường cũng sẽ không bí quá hóa liều đối phó người nhà cậu nhưng nếu em gái thành võ giả được rồi suy nghĩ nhiều cũng vô ích dù thành võ giả an phận thủ thường, nguy hiểm cũng không phải quá lớn. Việc khiêu chiến sinh tử này, chính ngươi không đồng ý, người khác cũng không thể miễn cưỡng. Mặt khác, ví dụ như nhiệm vụ nguy hiểm, mình không làm, cũng không sao, trường học cũng không bắt buộc, mọi người là tự nguyện. Bởi vì ngươi không làm nhiệm vụ, vậy thì không có tài nguyên, không có tài nguyên, không thể tăng thực lực. Sau này, Phương Viên thật muốn thành võ giả, Phương Bình cảm thấy, mình cung cấp tài nguyên cho em gái cũng không thành vấn đề, không đến mức để em gái mạo hiểm đi làm nhiệm vụ gì. Mấy người đàm chấn bình ngay cả sách lược và phương pháp tác chiến cũng không biết, không phải cũng sống thoải mái sao. Phòng tập thể thao Để Phương Viên đứng thung công một hồi, Phương Bình hơi ghét bỏ nói, đần độn. Phương Viên đứng thung công cũng hơn 3 tháng, kết quả đến bây giờ cũng không vào đứng vững cảnh. Nào giống cậu, tu luyện thung công không bao lâu liền nhanh chóng tiến vào đứng vững cảnh, trước khi vào học thung công thậm chí tiến vào đứng thực cảnh. Phương viên hơi tuổi thân, người ta phải đi học, còn phải bày quầy bán hàng làm ăn. Có thể đừng đề cập mấy việc đó không? Phương Bình tức giận ngắt lời cô bé, suy nghĩ một chút nói, huyết khí hoàng đã ăn hết chưa? Chưa, nào có nhanh như vậy, còn 10 viên. Lúc trước, Phương Bình để lại mười mấy viên huyết khí hoàng, Phương Viên không ăn mấy. Trên thực tế mỗi lần ăn huyết khí hoàng, phương viên tiêu hao không lớn, mỗi lần đều có một hai ngày không thấy ngon miệng, cô cũng không thích ăn lắm, mặt khác chính là giá cả quá đắt, không nỡ ăn. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, huyết khí hoàng năm ngày ăn một viên, thung công đừng lười biến, tiếp tục luyện, sớm tiến vào đứng vững cảnh. Anh cho em thêm ba viên khí huyết đan, chờ ăn xong huyết khí hoàng, thung công tiến vào đứng vững cảnh, em lại ăn, một tháng một viên là đủ rồi, như vậy có thể tiếp tục đến cuối năm. Bây giờ khí huyết của em khoảng 110 calo. Thật. Phương Viên chưa qua kiểm tra đo lường, vừa nghe nói mình đã khí huyết 110 calo, lập tức hết sức vui mừng. Phương Bình đã kích, 110 calo rất cao phải không? Đừng so với người bình thường, ở Ma Võ, không ít người lúc vào trường học đều đã là võ giả chính thức, hoặc là võ giả hai lần tôi cốt. Khí huyết của bọn họ đều 200 ca lo trở lên. Với sự tiến bộ của em, dù đến lớp 12, cũng đã hơn 3 năm, càng về sau càng khó, chưa chắc có thế cao hơn bọn họ. Còn phải không ngừng uống thuốc bổ sung khí huyết. Phương Bình không nói câu nói câu tiếp theo, cung cấp thuốc 3 năm, giá tiền không rẻ. Muốn em gái lúc thi tốt nghiệp trung học đạt tới tình trạng hai lần tôi cốt, giá cả thuốc tiêu hao cũng phải hàng mấy triệu, 200 ca lo. Phương viên liếu lưỡi đây không phải còn lợi hại hơn Phương Bình sao? Cô nhớ, kiểm tra và đo lường trước đó của Phương Bình là 149 calo, trước đó còn cảm thấy anh hai rất lợi hại, bây giờ phát hiện, hình như cũng không phải quá lợi hại lắm nhé. Phương Bình cũng không quan tâm trong lòng cô bé nghĩ gì, hơi do dự một chút rồi nói, ngoại trừ thung công, thật ra hiện tại cũng có thể tu luyện rèn luyện pháp. Được rồi, đợi em thấu hiểu kiến thức chuyên ngành khoa võ rồi nói hơn nữa hướng dẫn rèn luyện pháp, tốt nhất là có thế hướng dẫn quan sát sát sườn, phải cởi quần áo. Mặc dù phương viên còn nhỏ, nhưng nên tránh vẫn phải tránh, phương bình chuẩn bị lần sau trở về, nếu gặp được Lưu Như Kỳ, để Lưu Như Kỳ hướng dẫn em gái một chút. Dù sao bây giờ phương viên cũng không hiểu rõ mấy thứ kinh mạch lắm, tu luyện sớm chưa chắc đã tốt. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của phương viên, phương bình khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, không dạy sách lược và phương pháp tác chiến, con bé này, thật ra làm võ giả khí huyết cũng không tệ lắm. Võ giả khí huyết có địa vị xã hội, mặc dù tài nguyên đều dựa vào mình, thế nhưng rất tự do an toàn. Hơn nữa tính tình Phương Viên cũng hiếu động, Phương Bình còn sợ cô học xong sách lược và chiến pháp lại gây chuyện thị phi. Nếu Phương Viên thành võ giả khí huyết, có địa vị, lại không cần quá mạo hiểm, dù là ngày nào đó mình thật xảy ra chuyện, trong nhà cũng có nó bảo vệ ba mẹ phương bình cười tự dẻo luôn cảm thấy đây là đang rủ mình nhưng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy cũng nên sớm an bài đường lui càng tiến sâu vào thế giới võ đạo phương bình càng cảm thấy vòng thế giới đạo nguy hiểm hơn tưởng tượng một chút ở nhà mấy ngày đến sáng ngày mồng năm phương bình chuẩn bị trở về trường ngày mồng sáu là thứ hai ma võ lại bắt đầu lên lớp lần trước lúc cậu rời đi phương viên khóc như mưa phương bình vô cùng cảm động lần này, lúc rời đi, cũng là phương viên tiễn cậu đến bến xe. Nhà ga. Phương Bình nhìn chầm chầm cô bé, một lúc lâu sau bực mình nói, đồ vô ơn. Lần trước, nó khóc thật thảm. Lần này thì sao? Phương viên vô cùng vui vẻ tiễn cậu đi, ước gì cậu nhanh lên xe, dáng vẻ anh, sao anh còn chưa lên xe, Phương Bình tức muốn học máu. Tất nhiên Phương Bình biết vì sao. Mình vừa về đến, bóp mặt là chuyện nhỏ, mấu chốt là giấc mơ, chị hai của cô bé này vỡ vụn, mấy ngày nay những thành viên của hội viên bình không ai dám tìm đến cô. Phương viên dáng vẻ mơ màng, miễn cưỡng giả vờ thương tâm, anh, lần sau nghĩ về sớm một chút, trở về nhớ gọi điện thoại. Không nghĩ anh cũng trở về. Phương Bình hừ một tiếng, tức giận nói, ít chơi đùa lung tung cho anh, sớm giải tán hội viên bình của em cho anh. Còn nữa, lần sau anh trở về, nếu là phát hiện đồ của anh thiếu. Anh cũng không còn đồ gì. Phương viên khẽ thầm thì một câu, nên bán đều đã bán, còn có cái gì? Hơn nữa, thị trường cũng đã bảo hòa, phương viên lẩm bẩm. Nên mua đều đã mua, bây giờ đồ của Phương Bình, dù muốn bán cũng không bán được, cô còn lâu mới tiếp tục bán đồ của Phương Bình. Sắc mặt Phương Bình đen lại, lấy tay bóp bóp gương mặt của cô, đợi xe nhanh khởi động, lúc này mới nói ở nhà chăm sóc thật tốt cho ba mẹ cũng lớn rồi hiểu chuyện một chút còn nữa có việc gì thì gọi điện thoại cho anh nếu điện thoại không thông có thể anh đang bận không cần lo lắng điện thoại anh không thông có thể tìm trưởng phòng đàm hỗ trợ vâng em biết rồi ngoan một chút cũng linh hoạt một chút đừng để người xấu bắt cóc không thể nào đâu hai anh em trò chuyện xong phương bình quay người lên xe Phất phất tay với phương viên. Phương Bình đi rồi, phương viên vội vàng lấy điện thoại ra, gọi điện, khí thế nói, triệu tập các chị em, tập trung chỗ cũ. Nhà ga Mado. Lần này Phương Bình không bị ngăn cản nữa, xuất trình chứng minh võ đạo của mình, nhanh chóng được phép rời đi. Không đi tàu điện ngầm nữa, bắt taxi, chưa đến 40 phút đã trở về trường học. Vừa về tới trường học, Phương Bình mang hành lý về ký túc xá, đi thẳng đến phòng hậu cần chỗ trao đổi. Vẫn là võ giả trước đó, nhìn thấy Phương Bình, rõ ràng nhận ra Phương Bình, cười gọi, "Bạn học Phương Bình, lại tới đổi đồ." "Đôi giày lần trước tôi đã nói dùng tốt, em đã kiếm được 40 điểm thưởng, chỉ riêng 4 viên khí huyết đang cấp 1 đã hoàn vốn." Rõ ràng, người này đã biết việc đấu võ tại hội võ đạo trước đó. Phương Bình cũng không bất ngờ, cười nói, "Thầy Lý, lần này em đến đổi thuốc." đạo sư của em còn thiếu thuốc sao? Võ giả họ lý cười một tiếng, nhưng cũng không từ chối, cười nói, nói đi, muốn đổi cái gì? Thối cốt đang cấp 1. Ở giai đoạn tôi cốt, thối cốt đang cấp một hiệu quả tốt nhất, lại thêm mấy viên khí huyết đang cấp 1, cũng đủ rồi. Thầy Lý, cho em đổi 67 viên khí huyết đang phổ thông. 67 viên. Võ giả họ Lý hơi sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn Phương Bình, một lúc lâu sau mới nói, nhóc con, chớ để tiền làm mờ mắt. Điểm thưởng khó kiếm. Bây giờ điểm thưởng của em không ít, hơn 200 điểm, nhưng đổi khí huyết đang phổ thông, sau đó việc tu luyện của em sẽ có vấn đề. Võ đại không phải không có người muốn dựa vào điểm thưởng đổi tài nguyên đi mua bán, trường học cũng không cấm, đây chính là điểm thưởng các em kiếm được. Thế nhưng tiền nhiều nữa, cũng có nhiều thứ cũng không mua được. Hơn nữa thật muốn đổi rồi đem ra ngoài bán, chưa chắc có lời ngay, em nghĩ kỹ rồi chứ. Đổi 67 viên khí huyết đang phổ thông, rõ ràng Phương Bình không dùng đến nhiều như vậy, đã như vậy, vậy dĩ nhiên là cầm đi bán, việc này cũng không hiếm. Nhưng bình thường, đây là những sinh viên của năm thứ ba, thứ tư đại học, điểm thưởng của họ nhiều, đổi một ít bù vào chi phí trong nhà. Đâu có như Phương Bình, vẫn là tân sinh viên, chỉ một lần đã đổi hết điểm thưởng tân sinh viên kiếm điểm thưởng khó khăn nhất lúc này mỗi một phần đều phải dùng vào chỗ cần thiết thầy lý em biết có thể đổi không võ giả họ lý nhìn cậu một cái khẽ gật đầu nói có thể điểm thưởng là của các em muốn đổi cái gì cũng được chỉ cần có điểm thưởng được rồi nhìn em cũng không giống kẻ ngu bản thân nghĩ kỹ là được nhắc nhở một câu đối phương cũng không nói gì nữa nhanh chóng để nhân viên hậu cần đưa tới bảy bình thuốc tổng cộng là 67 viên, em tự nhìn xem, khấu trừ của cậu 200 linh một điểm thưởng, coi như cậu còn lại một điểm thưởng, hay là dứt khoát đi ăn một bữa, ăn cho hết luôn đi. Thầy Lý trêu ghẹo một câu, một điểm thưởng, trừ ăn uống ra, hình như cũng không có tác dụng khác. Phương Bình nhận thuốc, cười nói, giữ đi, nói không chừng lần sau lại có ban thưởng, 50 điểm thưởng cộng thêm một điểm này, vừa vặn có thế đổi cả. Em còn chuẩn bị tiếp tục. Thầy Lý khẽ lắc đầu nói, tóm lại tự em suy nghĩ kỹ, còn nữa, không được bán ra số lượng lớn, bị bắt được cũng rất phiền phức. Mặc dù võ đại không cấm mua bán, nhưng ở bên ngoài, bán thuốc là nghiệp vụ bán hàng độc quyền. Bị bắt được, chẳng những bị tịch thu thuốc, tiền phạt cao đến em có phá sản cũng bình thường, em tự kiềm chế một chút. Nghiệp vụ thuốc, tham dự chính là những lực lượng chính phủ và võ đại, quân đội. Phương Bình bán ra với số lượng ít, không có vấn đề lớn. Buôn bán quy mô lớn, bị bắt được, vậy chắc chắn phiền phức, dù là thuốc đến từ Ma Đô. Cảm ơn thầy nhắc nhở. Phương Bình nói cảm ơn, cầm thuốc vội vàng rời đi. Ngay vừa nãy, giá trị tài phú của cậu quả nhiên lập tức tăng lên 670 000 Lúc này, số liệu của Phương Bình lần nữa có biến hóa, tài phú, 6700000 khí huyết. 265 calo, 273 calo, tinh thần, 238 calo, 241 calo, mấy ngày nay ở nhà, cậu cũng không lãng phí thời gian, lần nữa rèn luyện thành một đốt xương cốt, đã rèn luyện thành 28 đốt xương cốt. Giá trị tài phú 6,7 triệu, lưu lại 3 viên cho phương viên, bây giờ còn có 70 viên khí huyết đang phổ thông, 11 viên khí huyết đang cấp 1. Số lượng thuốc này không phải số lượng nhỏ. Phương Bình nghĩ một chút, bấm điện thoại Lý Thừa Trạch. Tán gẫu hai câu, Phương Bình lại hỏi: "Bây giờ trên tay tôi có không ít khí huyết đan, có bán được không?" Rõ ràng Lý Thừa Trạch không ngờ, Phương Bình lại muốn bán thuốc, lần trước mới bán mà. Nghĩ một chút, Lý Thừa Trạch hỏi: "Có bao nhiêu?" "70 viên." Nhiều như vậy? Lý Thừa Trạch hơi bị hù dọa, sau đó vội vàng nói: "Cậu Phương, nhiều thuốc như vậy bán ra cũng không tốt lắm, chủ yếu vẫn là thực lực của chúng ta hơi, hơi yếu đi. Xí nghiệp lớn, lén bán ra còn không có vấn đề, nhưng chúng ta, ngoại trừ cậu, bây giờ ngay cả một võ giả cũng không có. Lập tức bán nhiều thuốc như vậy, dễ dàng bị để mắt tới, hơn nữa cũng nguy hiểm. 70 viên thuốc, dù là đều là khí huyết đang phổ thông, giá trị cũng vượt qua 6 triệu rồi. Hơn nữa, Phương Bình còn có 11 viên cấp 1 giá trị gần một triệu. Biết rồi, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác. Phương Bình cũng không sợ không bán được, tìm đúng người là được. Nghĩ một chút, Phương Bình đi thẳng đến ký túc xá. Cái gì? Phòng số 15. Phó Sương Đỉnh cũng vừa về trường học kinh ngạc nói, cậu muốn bán thuốc. Hơn nữa còn nhiều như vậy. Phương Bình, có phải trong nhà thiếu tiền, cần dùng gấp hay không? Coi như vậy đi, Cậu có cách không? Phó xương đỉnh cao mày nói, thuốc, thật ra nhà ai cũng thiếu, duy trì khí huyết tiêu hao, bồi dưỡng đời sau, đều cần thuốc, khí huyết đang cần nhiều nhất. Một võ giả cấp 1, hàng năm đều phải tiêu hao không ít khí huyết đang. Nhưng đây là nghiệp vụ bán hàng độc quyền, mua từ tư nhân, thì mọi người quá lời rồi. Phương Bình gật đầu nói, điều này tớ hiểu, mọi người có thế ra giá bao nhiêu? Bình thường cũng khoảng 80%, dù sao mua bán quy mô lớn, dù là tại công ty thuốc, thật ra cũng có chiết khấu, giảm giá 5%, 10% cũng không hiếm. Nếu của tư nhân, 80% cũng không thiếu người mua. 80% Phương Bình nhíu mày, giá tiền này, cậu cũng không hài lòng lắm. Bây giờ tớ có 70 viên khí huyết đang phổ thông, 11 viên cấp 1, giá thị trường 1 triệu 30 ngàn, nếu bán, có thể được bao nhiêu? Những khí huyết đan này, trước mắt đã mang đến cho cậu 7,1 triệu điểm tài phú vượt qua 7,1 triệu, mới có thể mang đến cho cậu giá trị trên lệch. Thật muốn bán ra với giá 80%, tối đa cũng có thể lại tăng thêm khoảng 1 triệu tài phú, cái này trên lệch hơi kém xa so với mong muốn của Phương Bình. Cậu còn có nhiều khí huyết đan cấp 1 như vậy. Vừa nãy Phương Bình chỉ nói khí huyết đang phổ thông, Phó Xương Đỉnh không ngờ tên này còn hơn 10 viên thuốc cấp 1 lắm tiền nhiều của. Còn có tiền hơn mình. Phó xương đỉnh u oán liếc mắt nhìn cậu, có tiền như vậy, còn bụng xỉn, mỗi ngày đều ăn miễn phí. Phương Bình tra hỏi, phó xương đỉnh suy nghĩ một chút mới nói, như vậy đi, tớ giúp cậu hỏi thăm một chút, hỏi ba tớ trước xem có muốn mua hay không, khí huyết đang thứ này không lo thiếu. Nếu cậu cảm thấy giá cả không thích hợp, vậy tớ sẽ giúp cậu hỏi những người khác. Phương Bình gật đầu, Phó Sương Đỉnh bắt đầu ở ngay trước mặt cậu gọi điện thoại. Gọi điện thoại cho ba cậu ta, nói ngắn gọn là có bạn học muốn bán thuốc, cũng báo số lượng một chút. Một lát sau, Phó Sương Đỉnh nhìn Phương Bình nói, ba tớ nói 9 triệu, những nhà khác đại khái cũng sẽ ra giá tương tự, không cao lắm, nhưng cũng không thấp, cậu thấy thế nào? 9 triệu. Giảm gần 10%, Phương Bình hơi trầm ngâm, gật đầu nói, có thể nếu không tớ giúp cậu hỏi người khác nhé, miễn cho cậu. Không sao. Phương Bình cười nói, 9 triệu không thấp, tự tớ biết, hơn nữa cũng khá an toàn thuận tiện. Loại giao dịch một lần này không cần quá phiền phức, cũng an toàn. Vậy được. Phó Sương Đỉnh cũng không nói nhiều, giá tiền này quả thật không quá rẻ, đương nhiên, bọn họ cũng không lỗ, cũng không phải thuộc tư nhân chế tạo không đáng tin cậy, đây là thuốc của ma võ. nói chuyện với ba cậu ta một lát nữa, Phó Sương đỉnh cúp điện thoại nói, đưa tài khoản của cậu cho tớ, ba tớ chuyển tiền cho cậu, thuốc cứ đưa cho tớ là được. Phương Bình đưa toàn bộ thuốc cho cậu ta, mở miệng nói, tự kiểm tra xem, kiểm tra kỹ càng, miễn cho vì chút thuốc mà xảy ra phiền phức. Được. Dù sao cũng là thuốc có giá trị những 9 triệu, Phó Sương đỉnh cũng không giả vờ khách sáo, nếu sau đó xảy ra chuyện, ngược lại khiến hai người khó xử kiểm tra thực hư một chút, Phó Xương Đỉnh nhanh chóng cười nói, cũng không có vấn đề gì, tớ hỏi cậu này Phương Bình, cậu lấy đâu ra nhiều thuốc như vậy? Đổi toàn bộ điểm thưởng cũng không được từng đó. Gom góp đó. Bản thân cậu không tu luyện nữa. Tớ còn giữ một chút. Người có tiền. Phó Xương Đỉnh thốt ra một câu, trong lúc đợi chuyển khoản hai người nói chuyện phím. Đã nghe nói chưa? Nghe cái gì cơ? Thỉnh thoảng Phương Bình thường xuyên có thể nghe thấy một số tin tức bát quái ở chỗ phó xương đỉnh, cậu không biết nguồn gốc những tin tức này là từ đâu. Kinh võ đã thành lập lớp huấn luyện đặc biệt. Phương Bình nhướng mày, suy nghĩ một chút nói, tớ nghe nói, võ đại bình thường cũng thành lập lớp huấn luyện đặc biệt, thành lập lớp huấn luyện đặc biệt làm gì? Việc này và anh Vương Kim Dương có chút quan hệ. Phó xương đỉnh thần bí nói, lần này về nhà, tớ nghe người ta nói, Gần đây mấy trường võ đại phổ thông và ma võ, kinh võ náo loạn hơi lớn. Chủ yếu cũng là vì Vương Kim Dương. Anh ấy khi mới là võ giả cấp 1 đã đến đánh bại ma võ cấp 1, đến cấp 3, đánh bại khá nhiều võ giả cấp 3 của kinh võ. Vì vậy, võ đại phổ thông gây sự, nói những trường danh tiếng này chỉ cần tài nguyên, kết quả sinh viên bồi dưỡng đều là đồ bỏ đi. Tài nguyên dồi dào cũng dẫn đến sinh viên trường danh tiếng thiếu đi nỗ lực và sức cạnh tranh cần thiết cứ như vậy sớm muộn sinh viên trường danh giá sẽ giống võ giả xã hội trở thành võ giả khí huyết đơn thuần tất nhiên những trường học ma võ không thừa nhận vương kim dương chỉ là trường hợp đặc biệt không thể đánh đồng trường hợp đặc biệt với các trường hợp bình thường trường học không phải vì đào tạo cá nhân đặc biệt mà là đào tạo toàn bộ sinh viên cho nên tranh cãi một hồi Chính phủ và Bộ Giáo dục đều ra mặt can ngăn. Dù sao tình huống đại khái là như thế, hai bên náo loạn hơi dữ dội, gần đây bên kinh đô kéo theo 7, 8 vị tông sư muốn đánh nhau. Bên ma võ cũng có tông sư tham gia, thật ra hai bên cũng ầm ĩ được một khoảng thời gian rồi. Phương Bình nhíu mày, việc này lúc trước cậu đã nghe Tần Phượng Thanh nói, chính là không ngờ bây giờ càng ngày càng ầm ĩ, võ đại phổ thông không cam tâm cứ luôn xếp hạng cuối, tài nguyên phân phối ít như vậy sinh viên rất khó tiến bộ. Tại Ma Võ, hầu hết tân sinh viên có thế vững vàng đến cấp 1, trong nhà cũng không cần quan tâm. Nhưng Võ Đại Phổ Thông, bản thân còn phải xoay sở tiền, mấy trăm ngàn cũng không phải số lượng nhỏ, chưa thành Võ Giả, cũng không phải mỗi gia đình đều có thể gánh vác. Bây giờ Vương Kim Dương xuất thân Võ Đại Phổ Thông, đánh bại toàn bộ cấp 1 và cấp 3, cuối cùng đã bị Võ Đại Phổ Thông bắt lấy nhược điểm. Nhưng những trường như Ma Võ cũng không cam tâm, Vương Kim Dương cũng không phải hiện tượng phổ biến, chỉ là ví dụ thôi. Bởi vì một người phủ nhận thành quả dạy học của trường danh tiếng, đây là điều không thể tha thứ. Cuối cùng Phó Sương Đỉnh nói, cho nên cuối cùng hai bên đã giao hẹn cẩn thận, lần này lấy tân sinh viên làm gương chứng minh, việc đào tạo tân sinh viên của trường danh tiếng chưa chắc vượt võ đại phổ thông. Đương nhiên, điều kiện tuyển sinh của trường danh tiếng cao chắc chắn mạnh hơn võ đại phổ thông cho nên liên minh võ đại của võ đại phổ thông và ma võ kinh võ đã giao hẹn liên minh võ đại một đội hai trường danh tiếng hai đội những trường xếp hàng thứ hai như đại học sư phạm hoa đông là một độ tổng cộng là đội phía học kỳ này kết thúc thì mỗi trường cử ra sinh viên đại diện chứng minh thành quả dạy học của mỗi trường lớp huấn luyện đặc biệt bên liên minh võ đại chính là chuẩn bị điều này các trường đại học cử ra một nhóm học viên xuất sắc để đào tạo chuyên sâu. Một trường võ đại chắc chắn không bằng ma võ, nhưng liên minh võ đại có gần 80 trường. Một nhà đào tạo ra một thiên tài, vậy cũng có 80 người, có thể nghĩ, sau đó ma võ và kinh võ cũng đều có áp lực. Phương Bình nhíu mày nói, ý của cậu là, cuối học kỳ này, bốn đội muốn đỏ sức. Ừm, hơn nữa chắc chắn tương đối nghiêm trọng. Sắc mặt phó xương đỉnh trịnh trọng nói, cái này dính đến phân chia tài nguyên sau này thậm chí bao gồm phân chia cổ phần của các công ty thuốc, binh khí. Nếu như các trường như ma võ thua thật, sau đó chắc chắn tài nguyên sẽ bị cắt giảm. Lại muốn giống như bây giờ, có thể đổi thuốc với 30% giá thị trường, đó là nằm mơ. Đừng thấy chỉ kém 20%, nhưng cách biệt rất lớn. Tất nhiên Phương Bình hiểu điều này, thở dài nói, Chẳng lẽ Ma Võ cũng muốn thành lập lớp huấn luyện đặc biệt, không rõ lắm, tạm thời còn chưa có tin tức, nhưng tớ cảm thấy rất có khả năng. Nhiều kiến cắn chết voi, bây giờ thật ra mọi người cũng đều vừa mới bắt đầu, chênh lệch không phải quá lớn. Võ đại phổ thông tập trung tài nguyên, bồi dưỡng sinh viên đặc biệt, không thể quá kém, nhiều trường học như vậy luôn có thiên tài. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, để xem xem thế nào, cậu có ý tưởng? Đương nhiên là có thật cần huấn luyện đặc biệt một nhóm người, chắc chắn có tài nguyên, không cần thì phí. Nỗ lực mới có hồi báo. Phương Bình khẽ nói một câu, cầm lợi ích vậy thì phải có trách nhiệm vì ma võ chiến đấu, đó không phải là không có nghĩa vụ. Đang nói chuyện, tiếng tin nhắn điện thoại của Phương Bình vang lên. Tiền đã vào tài khoản sắc mặt Phương Bình vui mừng, lúc này, giá trị tài phú lần nữa đạt đến một tầm cao mới, 8,6 triệu. 9 triệu tiền mặt đã vào tài khoản, so với trước đó, lại mang đến cho cậu 1,9 triệu điểm tài phú. Nếu cầm 9 triệu tiền mặt đổi thành điểm thưởng, cũng có 300 điểm thưởng, có thể đổi 100 viên khí huyết đan, nhưng dựa theo giá cả đối ngoại, thật ra cũng khoảng 9 triệu, không xuất hiện trên lệch giá cũng sẽ không mang đến thêm điểm tài phú nữa. Cho nên muốn thông qua mua vào bán đi không ngừng, đó là không thể thực hiện được. Điểm thưởng còn phải dựa vào chính mình kiếm, dựa vào đổi tiền mặt rõ ràng không có lời lắm. Giá trị tài phú tăng trưởng một khoản lớn, tiền mặt cũng cao lên đến 9 triệu, mặc dù chỉ còn lại một viên thuốc khí huyết đang cấp 1, Phương Bình cũng vô cùng thỏa mãn. Không nói nhiều với Phó Sương Đỉnh, Phương Bình nhanh chóng bước ra khỏi ký túc xá phòng số 15. Kết quả, vừa mới bước ra ngoài, trên hành lang đã nhìn thấy mấy nữ sinh. Phương Bình vẫn còn chưa quen được cảnh nữ sinh cũng ở chung một khu như thế này, cũng may, mỗi người ở một phòng, nhà vệ sinh cũng ở trong phòng đó, nếu không chắc cũng ngại ra khỏi cửa. Nhưng mà như vậy, võ đại học sinh cũng thiếu đi nhiều trải nghiệm. Không có bạn cùng phòng, không có cảnh nam sinh mặc quần đùi, cởi trần chạy tới chạy lui trên hành lang. Ký túc xá khu 1 không có nhiều nữ sinh, trên tầng 2 lại càng ít, mấy người đang đi về hướng này, Phương Bình cũng quen biết. Triệu Tuyết Mai, Dương Tiểu Mạng, Trần Vân Hy ba người này cũng là ba nữ sinh mạnh nhất trong khóa tân sinh viên của ma võ hiện nay nhìn thấy phương bình triệu tuyết mai cười lên tiếng chào hỏi dương tiểu mạng vẫn một bộ mặt lạnh nhạt trần vân hy lại cẩn thận né tránh phương bình nhìn gương mặt mang theo vẻ sợ hãi trên mặt trần vân hy hiển nhiên là đã biết chuyện xảy ra ở hội võ đạo trước đó phương bình khẽ gật đầu cũng không nói thêm gì trực tiếp đi vào phòng của mình cậu vừa mới vào phòng, trên hành lang lại bước ra thêm một người. Triệu lỗi liếc mắt nhìn bóng lưng Phương Bình, cao mày nói, Phương Bình rất kiêu ngạo, nhìn thấy nữ sinh đang kéo hành lý, cũng không thèm giúp một tay. Mấy nữ sinh này đương nhiên là mới từ nhà về ma võ, trên tay còn cầm theo vali và túi. Triệu lỗi nói xong, chủ động đi lên cầm lấy túi sách trong tay Trần Vân Hy và Dương Tiểu Mạng, cười nói, lần sau có việc gì, có thể gọi tớ lại nói với Dương Tiểu Mạn, hai đứa mình có chung đạo sư, đừng có xa lạ thế. Dương Tiểu Mạn biểu môi không lên tiếng, Triệu Tuyết Mai lại tức giận nói, sao không sách phụ tớ? Triệu Lỗi ngượng ngùng, cười khang nói, hết tay rồi. Cậu ta cầm mỗi tay một cái sách, hai tay hai túi, đương nhiên không thể nào cầm thêm cái thứ ba nữa. Nói xong, cậu ta còn không quên nhắc nhở, Phương Bình và cậu có cùng đạo sư, mà cậu ta làm vậy đúng là không có nhân tính rồi. Trong nhóm sinh viên mới, Đường Phong là đạo sư của Triệu Lỗi và Dương Tiểu Mạng, Lữ Phượng Nhu là đạo sư của Triệu Tuyết Mai cùng Phương Bình, Bạch Nhược Khê là là đạo sư của Trần Vân Hy. Triệu Tuyết Mai lường một cái, cũng không thèm phản ứng lại nữa. Mọi người đều là võ giả, hành lý nặng hơn một chút cũng là chuyện bình thường. Triệu Tuyết Mai cũng quen rồi, đi cùng với Dương Tiểu Mạng và Trần Vân Hy ra ngoài, các nam sinh ai cũng đến lấy lòng Dương Tiểu Mạn và Trần Vân Hy, cô luôn đóng vai nhân vật quần chúng, làm nền cực nổi. Nhưng đối với chuyện Triệu Lỗi nhắc đến Phương Bình, Triệu Tuyết Mai biết cậu ta không ưa gì Phương Bình, chủ yếu là do lần trước phân viện bị đánh. Triệu Lỗi bây giờ nói bóng nói gió như vậy, bởi vì cậu ấy có tự tin. Trước khi nghỉ lễ đã tôi luyện được 40 đốt xương, bây giờ mới có mấy ngày, có thể là đã tôi luyện được 41 đốt xương rồi. Phương Bình sau khi vào học đã khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng Triệu Lỗi vẫn không phục khi bị Phương Bình đoạt mất danh hiệu Tân Nhân Vương. Cho dù sau đó Phương Bình cũng không quá trêu rao, Triệu Lỗi cũng trở nên cực kỳ xuất sắc, nhưng vẫn không ai gọi cậu là Tân Nhân Vương. Dù sao cậu cũng chỉ là một thanh niên 18, 19 tuổi, cho dù lòng dạ thâm sâu, nhưng đối với việc mình bị người ta đè đầu, Triệu Lỗi vẫn rất khó chịu, thể hiện cảm xúc ra ngoài cũng rất rõ ràng trong lòng suy nghĩ có nên lấy chuyện phương bình lúc trước để đã kích cậu ta hay không suy nghĩ một chút triệu tuyết mai vẫn không nói gì cô không lên tiếng nhưng dương tiểu mạng lại cười nói triệu lỗi cậu có biết chuyện lớp huấn luyện đặc biệt chưa nghe nói rồi triệu lỗi vội vàng gật đầu lại vội vàng nói trường ma võ chúng ta mở lớp huấn luyện đặc biệt sao hẳn là sẽ mở trước khi tớ về trường tớ đã gọi điện cho đạo sư hỏi dò vài chuyện Đạo sư nói có lẽ sẽ mở. Gần đây nhà trường cũng đã tiến hành thảo luận xem điều kiện tuyển chọn là gì rồi. Lớp huấn luyện đặc biệt nhất định sẽ chọn các học sinh ưu tú, cậu đương nhiên không thành vấn đề. Phương Bình cũng sẽ vào, Triệu Lỗi, có thể rửa được nỗi nhục hôm khai giảng hay không, lần này là cơ hội tốt đấy. Ánh mắt Triệu Lỗi cũng hơi lay động, nhưng ngoài miệng lại cười nói, cái gì mà nỗi nhục với không nhục, vừa mới khai giảng mà mọi người đều tranh thủ chọn đạo sư và chọn học viện có phân tranh là chuyện bình thường dương tiểu mạng cười cười cũng chỉ là tự thuật vậy thôi thuận miệng nói lớp huấn luyện đặc biệt đương nhiên sẽ chọn học sinh ưu tú chắc chắn cũng sẽ phân chia cao thấp nghe nói điểm thưởng cũng sẽ nhận không giống nhau cái gì cần tranh thì phải tranh thôi lúc nói chuyện mấy người bọn họ cũng đã đến trước phòng của dương tiểu mạng dương tiểu mạng nhận lấy túi sách trong tay triệu lỗi cười hì hì nói, triệu lỗi, bọn tớ đến nơi rồi, cảm ơn cậu nhé, cậu bận chuyện của cậu đi. Triệu lỗi cũng không nói muốn vào phòng ngồi chơi, gật đầu cười nói, được rồi, tớ về trước, có gì gọi điện thoại cho tớ. Được. Triệu lỗi vừa đi, mấy người bọn họ vào nhà, triệu tuyết mai cau mày nói, tiểu mạng, cậu nói khích triệu lỗi làm gì. Dương tiểu mạng không quan tâm nói, tớ có gây xích mích gì sao. Cho dù tớ không nói, khi mở lớp huấn luyện đặc biệt triệu lỗi cũng sẽ tìm tới phương bình cậu ấy cũng không ngốc chẳng lẽ vì tớ nói một câu mà cậu ấy sẽ đi tìm phương bình gây phiền phức sao đừng quan tâm bọn họ để cho đám nam sinh ấy nội chiến đi tớ từ lâu đã không ưa mấy tên nam sinh này rồi triệu tuyết mai lào bào nói dù sao cậu tốt nhất cũng đừng trêu chọc phương bình thật đấy đến bây giờ tớ vẫn chưa quên được chuyện lần trước cậu ấu bình thường nhìn cũng rác nhã nhặn bình thường lúc cùng nhau huấn luyện mặc dù không nói chuyện nhiều nhưng cảm giác cậu ấy cũng là người tốt nhưng ai ngờ ai ngờ lên võ đài cậu ấy lại hung tàn như vậy dù sao tớ cũng không dám trêu chọc cậu ấy cậu tốt nhất cũng đừng trêu chọc người ta trần vân hy ở bên cạnh vội vàng gật đầu nhỏ giọng nói tiểu mạng à chúng ta cũng đừng tính toán với cậu ấy nữa chuyện qua lâu như vậy rồi cũng chỉ là bị đánh vào ngực một phát thôi mà cũng không có chuyện gì dương tiểu mạng cắn răng nghiến lợi nói cậu nói thì dễ lắm tên khốn kia nhào tới đánh tớ cũng không phải một lần tớ bị cậu ta đá một cước đánh ba bốn quyền đều sưng lên rồi đau đớn chừng mấy ngày cũng không hết sưng triệu tuyết mai biểu môi nói sưng lên chẳng phải cũng tốt sao vòng một hình như cũng to hơn rồi cậu đi chết đi dương tiểu mạng tức giận lớn như vậy là do cô muốn sao ngày hôm đó cô và triệu lỗi đều là hai người chủ chiến quấn lấy phương bình kết quả phương bình vô cùng đê tiện chuyên đánh mấy chỗ nhạy cảm cô tức đến mức mấy ngày không thể cười được con gái ai cũng thù dai lời này phương bình hiển nhiên không coi là gì ở ma võ phương bình vẫn trước sau như một rất biết điều ngày năm nghỉ ngơi một ngày ngày sáu ma võ chính thức đi học ngày này đường phong đạo sư lên lớp giảng bài cũng tuyên bố một tin tức. Ma võ muốn mở lớp huấn luyện đặc biệt cho tân sinh viên. Chọn lựa tiêu chuẩn, tân sinh viên là võ giả cũng có thể báo danh, lớp huấn luyện đặc biệt sẽ chiêu sinh 50 người. Lớp huấn luyện đặc biệt sẽ do năm người là tôi, đạo sư La Nhất Xuyên, đạo sư Lữ Phượng Nhu, đạo sư Từ Kiến Châu, đạo sư Chu Thạch Bình dạy học cho các em, lợi dụng giờ học ngoài giờ để chỉ dẫn cho các em. Viện trưởng sẽ ghé thăm lớp bất cứ lúc nào có thể sẽ giảng bài cho mọi người nữa. Ai được vào lớp huấn luyện đặc biệt, thống nhất khen thưởng 10 điểm thưởng. Trong lớp huấn luyện đặc biệt, người nào biểu hiện ưu việt, sẽ còn có những phần thưởng khác. Đường Phong vừa mới tuyên bố xong, lớp học lập tức huyên náo. Lớp học hiện tại là dùng nhiều lớp lại giảng bài. Có không ít học sinh, võ giả đều trong lớp này. 10 điểm thưởng không tính là quá nhiều, quan trọng không phải được tặng điểm thưởng, mà là sẽ được năm vị đạo sư cấp 6 dạy học, cường giả tông sư như viện trưởng cũng có thể đến giảng bài bất cứ lúc nào. Đối với những võ giả cấp 1, đừng nói là tông sư, ngay cả đạo sư cấp 6 dạy học cũng không phải ai cũng có cơ hội được chỉ điểm.